Chào mừng quý vị khán giả đã đến với bản tin tối trên kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách. Bên cạnh các thông tin nổi bật sẽ được cập nhật trong bản tin hôm nay, Khỏe Mạnh Đúng Cách sẽ gửi đến quý khán giả những thông tin thời sự nổi bật được nhiều người quan tâm. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Ngọc Hân điểm qua những nội dung chính. Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt? Hàn Ni, Vi Oanh bị tấn công sau khi tố cáo Nguyễn Phương Hằng, đề nghị xử lý những người tiếp tay. Bị can Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam 3 tháng. Thành phố Hồ Chí Minh trẻ đau đầu, phụ huynh cứ tưởng hậu Covid-19 nhưng lại mắc u não dẫn đến hậu quả nặng nề. Đừng chủ quan vì vẫn có thể tái nhiễm Covid-19 nhiều lần. Mở đầu chương trình hôm nay là tình hình thời sự đang gây sốt trong dư luận xã hội. Kính thưa quý khán giả, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Nguyên nhân được xác định là do người này lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cụ thể, bà Hằng bị bắt về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở của bà Phương Hằng. Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Qua quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của cá nhân, có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16 tháng 2 năm 2022 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022. Vào đầu năm 2021, bà Phương Hằng nổi lên với những buổi họp báo, livestream về tranh chấp liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Sau đó, bà Phương Hằng thường xuyên livestream gọi tên nhiều người nổi tiếng khác. Các buổi livestream của bà Hằng thu hút hàng triệu người quan tâm. Trong đó, nhiều buổi livestream, bà Hằng đã tố nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và kết luận các nghệ sĩ này không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện từ người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung nên không khởi tố vụ án hình sự. Bên cạnh đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, bà Hằng tiếp tục livestream với ngôn từ phản cảm, tổ chức đến thăm nhà, nhiều người đang có mâu thuẫn với mình, dẫn đến tập trung nhiều người, gây mất an ninh trật tự ở nhiều địa phương. Ở chiều ngược lại, bà Hằng cũng bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Vi Oanh, ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan tố cáo về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Trao đổi xung quanh vụ việc này, luật sư Nguyễn Kiều Hưng, hãng luật Giải Phóng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không phủ nhận bà Hằng đã có công phát hiện ra một số góc khuất trong hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, hành vi của bà Hằng đã vượt quá lằn ranh của pháp luật và đạo đức. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật do xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với bà Hằng. Việc có tội hay không còn phụ thuộc vào kết quả điều tra và bản án có hiệu lực của tòa án. Về hành vi bị khởi tố, bà Hằng bị khởi tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, hình phạt tù cao nhất đến 7 năm tù. Cũng liên quan đến vụ việc trên, hôm nay 25 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn cầu cứu của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh, về việc bị người lạ nhắn tin đe dọa sau khi có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo Nguyễn Phương Hằng vừa bị khởi tố bị can bắt tạm giam hôm qua 24 tháng 3.
Hiện Công an thành phố Thủ Đức đang vào cuộc thu thập chứng cứ, làm việc với ca sĩ Vy Oanh để xử lý vụ việc. Luật sư đại diện ca sĩ Vy Oanh xác nhận sáng 25 tháng 3, nữ ca sĩ này được Công an thành phố Thủ Đức mời làm việc để xác minh thêm thông tin bị tấn công đe dọa. Thế nhưng do lịch làm việc thay đổi, nên ca sĩ Vy Oanh sẽ đến Công an thành phố Thủ Đức vào sáng thứ hai tuần tới, tức ngày 28 tháng 3. Trước đó, ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn đề nghị Công an bảo vệ khẩn cấp vì liên tục bị đe dọa. Trong đơn gửi cơ quan công an, Vy Oanh khẳng định việc bị đe dọa xảy ra sau khi cô gửi đơn tố giác và đơn đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng. Trong khi đó, sáng ngày 25 tháng 3, bà Đặng Thị Hàn Ni, tức nhà báo Hàn Ni cho biết, Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà làm việc xác minh thêm thông tin chứng cứ, xem xét vết thương sau khi nhận đơn đề nghị bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người tự xưng phe chính nghĩa ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi xúc phạm tấn công bà ngay trước cổng nhà. Cụ thể, sáng 22 tháng 3, bà Hàn Ni đang ăn sáng trước cửa nhà thì có 4 người lạ mặt tiếp cận, chửi bới, xúc phạm và tấn công bà. Trong quá trình bị 4 người tấn công, bà Hàn Ni bị mất một bông tai trị giá 10 triệu đồng. Theo bà Hàn Ni, việc nhóm người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng ngang nhiên chửi bới, tấn công người khác vô cớ là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Kính thưa quý khán giả, trong khi tối qua 24 tháng 3, bị can Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam, thì từ khuya qua đến sáng hôm nay 25 tháng 3, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã được thả về và sẽ tiếp tục livestream vào tối nay 25 tháng 3. Trên thực tế, theo lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam 3 tháng. Cụ thể, kênh TikTok A Cộng Phương Hằng nêu, nóng bà Nguyễn Phương Hằng đã được thả về và chỉ phạt 1,5 triệu đồng. Nếu không có nhầm lẫn, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ livestream trong tối nay để nói về vụ việc này. Cụ thể, theo nguồn tin của báo Thanh Niên, Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự, khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, phạm tội gây ra ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hiện tại, bị can Nguyễn Phương Hằng đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, vị này nêu. Bên cạnh đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc xuyên đêm, khám xét hai căn nhà tại quận 3 và quận 1 của bị can Nguyễn Phương Hằng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Tiếp tục chương trình với các thông tin về tình hình sức khỏe. Kính thưa quý khán giả, thời gian gần đây, số trường hợp mắc COVID-19 ở trẻ em tăng nhanh trên cả nước. Chính vì vậy, khi trẻ mắc một bệnh lý nào đó, phụ huynh thường nghĩ do con mắc COVID-19 và có di chứng hậu COVID-19. Điều này đã gây nên những hệ lụy đáng tiếc khi mà bệnh nhi vì đưa đến chữa trị chuyên môn trễ, khiến tình trạng trẻ trở nặng. Sau đây là ghi nhận của Khỏe Mạnh Đúng Cách tại Bệnh viện Nhi ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận bệnh nhi ngủ tại Đắk Nông nhập viện trong tình trạng lơ mơ, ngủ gà bên cạnh những cơn đau đầu khi tỉnh giấc kèm ói. Bé gái được ekip trực cấp cứu khẩn trương kiểm tra và xác định bị não úng thủy thể tắc nghẽn do khối u chèn ép. Dịch trong não bị tắc không lưu thông được. Người nhà cho biết trước đó bé mắc COVID-19 nên nghĩ những biểu hiện như đau đầu, biếng ăn của bé chỉ đơn giản là do hậu COVID-19. Cách đây 3 tháng là em bé có bị COVID. Xong rồi về sau là bé bắt đầu nó biếng ăn ấy. Xong rồi nó đi loạn choạng, xong rồi đến ngày 23 tháng 2 á là em bé nó kêu nó đau đầu, nó đau cái vùng này này. Xong rồi nó bảo nó đau đầu nhiều ấy, là em sợ nó bị hậu COVID nên cho nó đi khám. Mà em cho đi khám nhiều nơi ấy nhưng mà không có ra bệnh. Bé mới là con đầu tiên á, cho nên là mình chỉ nghĩ là bé bị đau bình thường thôi, chứ mình không có nghĩ là nó sẽ có khối u hay là gì đấy ở trong não, cho nên là mình có bé sợ ảnh hưởng sức khỏe của bé, mình có cho bé đi khám miết nhưng mà khám không có ra bệnh, cho nên là xuống đến đây là mình bị sốc tâm lý luôn ấy. Chắc chắn u não không thể là cái biến chứng của hậu COVID đâu. Cho tới hiện tại thì chúng ta chưa nghe một cái báo cáo hoặc một y văn nào trên toàn thế giới đề cập là hậu COVID có thể bị u não, nên đây là một cái trường hợp mà gọi là chồng lấp. Tức là đứa bé nó đã có cái biểu hiện của bệnh lý u não trước đó và nó kéo dài
và vô tình thì đợt này bé nó bị Covid và sau đó nó có giai đoạn hậu Covid và gia đình thì cứ nhầm tưởng là những biểu hiện đó là biểu hiện của hậu Covid. Trường hợp nếu như mà những em bé mà tới quá trễ, khối u quá lớn rồi thì như cái việc mà phẫu thuật khối u rất là khó. Lấy được khối u lớn như vậy khó mà cái khối u đã xâm lấn rất là nhiều thì cái việc mà mình phẫu thuật mình lấy như vậy nó sẽ làm tổn thương cái nhu mô não xung quanh nữa. Thì sau mổ em bé nó sẽ có thể có những cái tiến triển gọi là thiếu khuyết thần kinh mới và cái tình trạng này nó sẽ nặng, hậu phẫu nó kéo dài. Thay vì 1-2 tuần là em bé hồi phục để có thể bắt đầu một liệu trình điều trị mới thì có thể em bé phải nằm viện thêm 1-2 tháng, thậm chí là lâu hơn. Và như vậy thì trong quá trình đó có thể là khối u ác tính thì đã tái phát mất rồi. Như vậy thì cơ hội điều trị cho em bé rõ ràng là nó giảm hơn rất là nhiều. Bệnh nhi được phẫu thuật đặt ống dẫn lưu để giải phóng chèn ép. Tuy nhiên, do khối u đã lớn, các bác sĩ phải tiếp tục làm các xét nghiệm khác để khảo sát khối trước khi bước vào một hành trình chông gai phía trước, bởi nhiều khả năng đó là khối u ác tính. Ngoài ra, bác sĩ cho biết thêm, hầu hết các trẻ bị nhiễm COVID-19 đều nhẹ và phục hồi nhanh hơn người lớn. Theo các thông tin từ báo cáo khoa học ở các nước, cũng như ở Việt Nam, rất ít gặp các trường hợp hậu COVID-19 ở trẻ em. Hiện tại thì số ca nhiễm COVID ở bệnh nhi ở trong cái đợt làn sóng thứ 5 này là nhiều. Tuy nhiên, số lượng hậu COVID ở nhi là ít, chứ không phải là nhiều. Nên mọi người cần phải xác nhận lại cái đó. Chúng ta có thể quan sát những cái báo cáo ở trên toàn thế giới luôn. COVID trẻ em nhiều, nhưng mà hậu COVID thì cực kỳ hiếm. Họ tính theo là tức là hàng triệu ca thì mới có được một ca hậu COVID ở trẻ em. Nên là mình không quá lo lắng về chuyện đó. Nếu như mà con mình bị nhiễm COVID và sau nhiễm, phục hồi hoàn toàn, ăn uống chơi đùa bình thường, không có hề có triệu chứng gì hết, tức là ok. Còn trong trường hợp nếu mà con có những cái biểu hiện ví dụ như sốt, ho dai dẳng, đau bụng, phát ban, những cái hội chứng mà các bác sĩ đã truyền thông rất là nhiều rồi thì lúc đó mình sẽ mang con đi khám. Còn trong trường hợp sau khi hậu COVID hoặc là có thể là trẻ bé không có bị COVID luôn đi nhưng mà có biểu hiện đau đầu kéo dài nè, đau bụng nè, nôn ói, ví dụ vậy, biếng ăn dai dẳng trên 1-2 tuần thì rõ ràng những cái vấn đề đó mình cần phải cảnh tỉnh, mình cần phải ít nhất là được tư vấn với các chuyên gia y tế hoặc là mang đi khám là tốt nhất, chứ mình đừng có chủ quan. Hiện khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp nhận rất nhiều trường hợp bệnh nhi đến trễ do trì hoãn vì dịch bệnh dẫn đến bệnh trở nặng, gây khó khăn trong quá trình điều trị, thậm chí mất khả năng cứu chữa. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần tỉnh táo quan sát các biểu hiện của con để đưa đến khám và điều trị kịp thời, tránh chần chừ dẫn đến nhiều hậu quả khó lường. Thưa quý vị, nhiều người thường có tâm lý sau khi khỏi COVID-19, cơ thể người bệnh sẽ sản sinh ra kháng thể để chống lại virus SARS-CoV-2 nên chủ quan trong việc phòng tránh bệnh. Thế nhưng, bác sĩ chuyên môn cho biết một số bệnh nhân vẫn có thể nhiễm COVID-19 lần 2, thậm chí lần 3, 4 sau khi khỏi bệnh. Bác sĩ Nguyễn Phương Thi, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, sau khi khỏi COVID-19, hệ miễn dịch của chúng ta sẽ sinh kháng thể và các tế bào miễn dịch có khả năng chống lại virus. Nhưng sự đề kháng này khác nhau ở mỗi người, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, khả năng sinh kháng thể của mỗi cá nhân. Người trẻ, người có sức khỏe tốt, không bệnh nền, ăn uống khoa học, ngủ nghỉ hợp lý sẽ sinh kháng thể tốt hơn những người mắc bệnh về hệ miễn dịch hoặc đang mắc các bệnh cấp tính. Và điều quan trọng nhất, khả năng miễn dịch này không đảm bảo cho chúng ta không bị tái nhiễm, mà nó chỉ có tác dụng bảo vệ chúng ta khỏi những thể bệnh nặng, giảm biến chứng và nguy cơ tử vong. Ngoài ra, với những biến thể mới của COVID-19 thay đổi liên tục, tình trạng tái nhiễm gần đây ngày càng phổ biến. Với mỗi lần nhiễm sau, mỗi một biến thể virus sẽ có một đặc tính kháng nguyên khác nhau và khác với những biến thể trước đã tạo kháng thể trong cơ thể nếu có. Chính vì vậy, kháng thể bảo vệ sẽ thấp hơn với những biến chủng mới sau này, làm người bệnh dễ tái nhiễm dù đã mắc COVID-19. Theo bác sĩ Thi, thực tế rất nhiều người đã tiêm 3 mũi vaccine phòng COVID-19 nhưng vẫn bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 mà không đảm bảo 5K. Nhưng rõ ràng, bệnh nhân đã tiêm vaccine thường bị nhẹ, ít thở máy, ít tử vong hơn so với người chưa tiêm. Bằng chứng là đợt dịch này, khi đa phần người dân đã được tiêm 2-3 mũi vaccine phòng COVID-19, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 rất nhiều nhưng tử vong lại rất thấp so với đợt dịch trước khi mà chưa có vaccine. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã đăng ký và theo dõi kênh trong thời gian qua. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi qua email khoemanhdungcach2021@gmail.com hoặc fanpage khoemanhdungcach. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.